Chào anh em nhé, này là mình Michael. Thì hôm nay mình sẽ làm video chia sẻ anh em cái hiệu suất của cái con bot là AutoTrade vàng mà mình đang sử dụng và vận hành cái con bot này. Thì cái hiệu suất của nó trong cái tuần vừa rồi ấy, là cái thời gian là từ ngày 11 tháng 11 đến 15 tháng 11, từ thứ hai đến thứ sáu tuần vừa qua ấy. Hôm nay là mình đang làm video vào ngày thứ bảy, ngày 16. Thì trong tuần vừa rồi ấy, thị trường cũng có khá nhiều cái tin tức. Tuần vừa rồi thì trong tuần cũng khá nhiều tin tức, ví dụ như là tuần tin tức CPI thứ tư này, thứ năm thì có core PPI, thứ sáu thì có core retail sale, rất nhiều tin 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 đỏ đúng không? Thị trường nó cũng biến động. Thì tuần vừa rồi ấy, với cái sự biến động đấy thì con bot của mình nó cũng tạo ra một cái mức lợi nhuận là đây, cái khoảng thời gian này từ ngày 11 thì mình sẽ cất đây là từ thứ hai này. Thứ sáu này, và lần hiện tại bây giờ đang là 18.348 sen. Đây là cái cập nhật mới nhất hiện tại của cái tài khoản này. Đây mình sẽ cho lịch sử từ ngày đầu tuần đến cuối tuần. Ok. Ngàn 950 sen trong tuần vừa rồi. Một tuần cũng khá nhiều tin tức biến động. Thì ở trong cái file như tuần trước, như cái video trước bạn xem ấy. Đây là cái file mà mình sẽ tính toán để hiện nó sẽ show lên cái performance của cái con bot này. Cùng với cái tài khoản nó bắt đầu với cái số deposit là 9.500 sen thì bây giờ nó đã cái tài khoản này nó lên tới 18.000 rồi, gần x2, chỉ còn nó khoảng 93%, nó đã tạo ra khoảng 93% cái lợi nhuận từ cái số vốn 9.500 xem. Đây là cái lịch sử giao dịch này, lịch sử giao dịch tuần vừa rồi này. Tuần trước thì nó đã giao dịch đến cái lệnh thứ bao nhiêu đây, tuần trước ấy, như các bạn xem trong video trước ấy của mình ấy, về cái hiệu suất của con bot này ấy, nó chạy trong 2 tuần đầu tiên thì nó đã chạy đến lệnh thứ 899 đúng không? Lệnh thứ 899 thì tuần trước là nó tạo ra cái profit là hơn 4.637 và nó bị nót là 2.181, thì tính ra nó vẫn có lợi nhuận hơn 2.000. Thì tuần vừa rồi ấy, từ 11 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11 thì nó đã chạy từ lệnh 900 đến lệnh 1.735 là khoảng là bao nhiêu? Hơn 800 lệnh đúng không? 835 lệnh, khoảng 835 lệnh. Thì cái tuần vừa rồi ấy, cái profit nó đã thu được là hơn 9.928, cái lot mà nó lot của nó là 4.634 thì nó vẫn tạo ra khoảng hơn 4.000 cái sen lợi nhuận trong tuần vừa rồi. Thì đây là cái bảng tổng kết tuần của mình, đây tuần vừa rồi đấy, lot này 4.600 này, profit là 9.000 thì cái PNL dương lên là 4.300. Tổng quan của cái performance của cái tài khoản này, con bot này chạy trong cái vừa rồi ấy, thời gian vừa rồi ấy, tổng tất cả mọi thứ là nó sẽ cái lot của nó bao giờ, cái lot là cái trước, cái lot nó là hơn 8.000 sen, cái profit của nó thu về là 17.000 và cái ba lần của nó là 8.761 sen. Cái nó vẫn được giữ được cái tỷ lệ winning trade của nó khá là cao, 1.543
win chơi thắng chỉ có 190 chơi thua thôi. Pro Factor của nó là 199 gần 2. Đây là cái số mà profit thắng này, rồi profit thua này. Cái mà cái số thua ấy nó sẽ chiếm là cái dựng này, nó sẽ chiếm là 33% của tổng cả cái quá trình này. Và đây là cái đường cong vốn. Để mình sẽ thu nó lại một chút nhìn nó rõ hơn. Đây nó từ cuối không này. Đấy. Đường cong vốn là nó đang cái hướng lên nhé. Sẽ có những cái lúc giai đoạn mà cái bot này nó sẽ bật lên này, nó sẽ phải cắt lỗ này, sau đó đi lên nó sẽ đi ngang nhưng mà đi ngang hướng lên nó lại bật lên này, phá đỉnh rồi đi ngang. Đây là cái gọi là cái mẫu ấy của cái hệ thống giao dịch của con bot này. Con này bot này là nó sẽ giao dịch theo cái counter trend là ăn đánh sóng hồi và nó sẽ đi gom những cái profit như một đô đấy. Sau đó nó sẽ chờ những cái điểm mà nó sẽ thả những cái lệnh mà để nó những cái lệnh cân đấy hay những lệnh requeue mình hay nói, những lệnh đấy thì nó sẽ tạo ra rất là nhiều lợi nhuận và nó sẽ khiến đường gong vốn là nó sẽ bật lên, nhưng đồng thời nó sẽ có phải cắt lỗ tại vì những lệnh requeue này là những cái lệnh mà nó sẽ đánh ở những cái điểm mà nó đảo chiều và nó sẽ TP một hai giá ấy. Thì nó sẽ take profit được cái đấy nhưng đồng thời nó sẽ cắt những cái lệnh mà nó sẽ ví dụ như là cắt những lệnh mà nó đang đang bị thua mà nó cần giải cái cứu ấy thì nó sẽ cắt những lệnh đấy nên là nó sẽ làm cái này nó sụt sụt hẳn xuống này đấy. Nhưng mà trước đấy là nó đã take profit rồi mà cái profit này cũng sẽ bao giờ cũng lớn hơn cái tổng loss của những cái lệnh mà nó lại cứu nên là về dài hạn thì cái chiến lược này nó vẫn tạo ra lợi nhuận. Cái chiến thuật này ấy, thì ban đầu là cái số vốn ban đầu là mình deposit vào là 9.500 sen tại vì nó tạo ra lợi nhuận đấy thì nên là cái nốt cái số nó ban đầu ấy thì nó vẫn không thay đổi. Ví dụ mình chỉ đánh ban đầu chỉ 0.01 nốt cho những cái lệnh mà đánh nhỏ thôi ấy, đánh giải cứu thì nó sẽ là theo tỷ lệ là 1.0, hệ số nhân nó 1.0 nên là càng đánh càng chơi cái bot này này mà nó càng chơi thì tài khoản nó càng ngày dần dần lớn lên, mà tài khoản càng ngày càng dần dần lớn lên ấy thì cái độ chịu đựng của cái tài khoản này nó lại càng cao. Hiện tại thì mình đang để cái mức mà con bot này nó có thể giao dịch là trong khoảng là 150 giá, tăng lên 150 giá hoặc là giảm xuống 150 giá thì nó vẫn có thể chơi được, miễn làm sao trong cái tài khoản này nó vẫn còn đủ tiền, nó vẫn còn đủ giáp để nó sẽ nhảy những cái lệnh giải cứu requeue ấy. Thì với một cái điều kiện là cái tiền trong tài khoản luôn luôn tăng, các bạn hiểu không, số tiền trong tài khoản này nó cái vốn ấy nó luôn tăng ấy thì cái độ chịu đựng nó lại càng cao nên là con bot này càng chơi thì nó lại càng chơi nhiều thì nó lại càng khỏe. Con này là mình thiết kế ra để nó vượt qua tất cả những cái biến động của thị trường tăng giảm cả trăm giá hay hơn 100 giá nó vẫn có thể là vượt qua tất cả. Như cái đợt mà 2 tuần đầu tiên mình cho chạy ấy, là nó đã chạy qua những cái cuộc mà biến động của những cái đợt của bầu cử kết quả tổng thống ấy, Mỹ ấy, ông Donald Trump thắng cử này hoặc là hạ lãi suất này, còn những cái biến động mà 20-30 giá bình thường trung bình ấy hay 40 giá 50 giá trong một ngày ấy thì nó vượt qua rất là bình thường, còn những cái biến động cả trăm giá này thì nó vẫn bão gió mạnh ấy thì nó vẫn có thể vượt qua. Cái này mà khi mà cái bản chất của cái con bot này này khi mình giao dịch ấy là càng có bão gió mạnh ấy thì nó lại càng kiếm nhiều tiền. Bạn nhớ càng có bão gió mạnh càng biến động thị trường càng biến động mạnh thì càng kiếm được nhiều tiền, tại vì khi mà biến động mạnh ấy thị trường nó giật mấy chục giá ấy thì những cái lệnh giải cứu ấy thì là sẽ những cái lệnh mà nó sẽ đi cái vốn lớn, những cái vốn lớn ấy thì mới là những cái mà nó sẽ đem lại nhiều lợi nhuận. Còn có những cái con bot mà sẽ chỉ giao dịch là trong cái thị trường nó sẽ đi sideways đúng không? Thì đấy là cái thiết kế của cái người mà cái tư giao dịch hoặc là cách cách mà giao dịch của những người khác. Còn của mình là mình